Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Thì cái video này sẽ hướng dẫn cho các bạn là giống như cái ngôn ngữ mà về đề thường đó, chúng ta học lập trình đó, thì khi mà mình học một mà mình hiểu rất là nhiều về những cái ngôn ngữ lập trình nó như thế nào, ok, thì tại sao nó quan trọng mà chúng ta không nên học một cái ngôn ngữ rồi để rồi giống như là mình muốn học những cái ngôn ngữ khác thì mình lại bắt đầu từ đầu. Cái chúng ta học là phải học là khái niệm, nghe khái niệm thì mình thấy không có ra cái gì đúng không? Nhưng mà không phải như vậy. Ok, chúng ta thử phân tích một số giống như những ngôn ngữ trên thị trường, rồi chúng ta thấy nó đều có cái quy luật chung mà chúng ta học một mà chúng ta biết rất là nhiều. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nghe. Rồi thì cũng giống như là cái video trước là hướng dẫn giải thích cho các bạn là lập trình là ai cũng làm hết trơn, từ người già con nít người trẻ gì ai cũng đã biết lập trình trong cuộc sống hết trơn, không thì mình áp dụng cái đó vào cái ngôn ngữ máy tính thôi, nó dễ dàng thôi. Thì chúng ta có rất là nhiều cái ngôn ngữ lập trình, ví dụ như đây là một cái danh sách cái ngôn ngữ lập trình nè. Thì các bạn vào, ví dụ như mình nói Google Translate nè, khi mà không hiểu thì các bạn coi tiếng Anh á, mình coi những cái này thì mình dịch ra thì người ta cũng, tại vì nó không có nhiều từ, những cái từ tiếng Anh mà trong cái ngôn ngữ lập trình nó không có nhiều. Mình đừng có học thuộc lòng, mình học rồi cái bắt đầu mình coi cái từ đó nó nghĩa là cái gì, rồi từ từ nó cứ lặp đi lặp lại mấy cái từ đó hoài. Ok, rồi tại sao mà chúng ta có nhiều cái ngôn ngữ, thì giống như là mình cũng Google, mình thấy cái thằng này nó cũng nói hay nè, ví dụ như có cái ngôn ngữ ABC D, ví dụ như vậy mình nói cái nó chế ra một cái ngôn ngữ mới, nó nói đâu mất là ngay chỗ nào nè, đây nè, ví dụ như có ngôn ngữ ABC đi, mình nói thí dụ ngôn ngữ ABC, thì cái thằng D nó nói ô sao mày có nhiều cái ngôn ngữ quá, giống như là mình vô là mình nói ô sao nhiều ngôn ngữ quá, tao sẽ chế ra một cái ngôn ngữ mà hay hơn, bao gồm tất cả các tụi bay không. Thì sau khi mình chế ra cái ngôn ngữ là cái ngôn ngữ D đó, cái ngôn ngữ thứ tư đó các bạn, thì cuối cùng á, mình cũng thiếu một cái gì đó, cái cuối cùng cái trên thị trường nó sẽ thành bốn cái ngôn ngữ A B C D đó, cho nên nó cứ từ cái đầu óc của cái người suy nghĩ như vậy, thì cuối cùng nó ra rất là nhiều cái ngôn ngữ, thì có nhiều cái ngôn ngữ người ta đâu có xài, giống như kiểu mình sáng tác nhạc vậy đó, nhiều khi nó chỉ cho riêng ta hát thôi, nó không có nổi tiếng, mình nói thí dụ vậy đó. Rồi từ từ ai cũng nghĩ nó, thí dụ như có bốn thằng thì cái thằng thứ năm nó nói ô tao ra một cái ngôn ngữ mới của tao sẽ bao gồm bốn cái ngôn ngữ của tụi bay, nhưng mà cuối cùng ra cái ngôn ngữ thứ năm nó lại thành năm cái ngôn ngữ đó, cho nên là tại sao nó ra rất là nhiều cái ngôn ngữ không. Ok rồi, rồi thì bắt đầu mình ví dụ như mình vô mình đánh Java Language Sample Code không, nó có rất là nhiều nữa các bạn thấy không, ví dụ như có rất là nhiều, ví dụ như mình đại là lấy đại đi, tùy tiện lấy đại cái đi, rồi cái mình nói, ô ví dụ như mình đừng 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 có sợ, mình không có hiểu những cái này thì không có sao hết trơn á, là cái cách thức á, khi mà vào lập trình á, thì những cái syntax rồi, tức là những cái cú pháp hay là những cái giống như văn phạm đồ này nọ, mình viết đúng cái đó là nó làm được. Ok, còn cái khái niệm thì nó y chang như đời thường, video trước đã hướng dẫn cho các bạn. Ok, thí dụ như first Java đi, mình nói thí dụ như vậy. Cái mình đọc vô thí dụ lớn lên chút xíu các bạn coi. Mình nói cái này đâu có hiểu cái gì đâu, nhưng mà mình nói đây nó sẽ in ra một cái câu trên màn hình. Mình nói như vậy, mình nói thí dụ như vậy, mình không có hiểu những cái này là cái gì không, thì mình nói thì mình bắt đầu mình phân tích, mình đọc cái ngôn ngữ nào nó cũng tựa nhau hết trơn. Thì ví dụ như các bạn không hiểu đi, ví dụ về giờ lần đầu tiên giải thích đi, cái main là cái gọi là cái chương trình chánh, thí dụ như mình làm một cái mình lên cái kế hoạch cho đám cưới đi, ví dụ như bước đầu tiên thì mình phải là lấy cái tờ giống như cái tờ mà soạn chương trình của mình ra đó, thì mình coi đầu tiên, thì cái đó là những cái main, là cái chương trình chánh. Chúng ta sẽ có ví dụ như cắt bánh nó nằm ở đâu, giới thiệu hai bên nó, mình nói thí dụ như vậy, thì chương trình của mình sẽ chạy và coi theo cái danh sách đó, bắt đầu mình làm đó, mình làm từ thằng là trên đi xuống, mình nói thí dụ như vậy. Rồi thí dụ mình coi while loop đi, cái này là nói không không có sample đây, while loop nè, thì cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn thì giống như là kiểu một một đứa học sinh bị phạt chạy vòng quanh sân sân cờ,
5 lần, 10 lần, không? Thì mình nói nè, đây là đứa học sinh nó chạy theo vòng quanh sân cờ nè, các bạn thấy không? Thì cái này là in ra màn hình thôi, nhưng mà mình phải có cái thằng nó đếm mới được, không? Thì cái thằng đếm nè, thằng đếm nè, ví dụ cái này nó đếm ngược, nhưng mà đại khái cái thằng này đếm xuôi nè, đó. Thì đó, đếm lên nè, ví dụ như nó 1, cái thằng này chạy quanh sân trường, cái nó đếm 2, mà chạy quanh sân trường đếm 3, nó đếm chừng nào cho tới 10 thôi, mình nói thí dụ vậy, không? Thì mình không cần biết chính xác cái này nó là làm sao, nhưng mà cái ý tưởng cuối cùng nó phải là như vậy. Nghe? Okay. Đó, rồi, cái đó là ngôn ngữ Java. Ví dụ như mình nói JavaScript đi. Rồi khi mà JavaScript ha, mình vô trang này, mình nói ví dụ nó có nhiều lắm. Để coi. Có không? JavaScript này chỗ này nó nói không có ha. Bây giờ sample code JavaScript mình coi cái code của nó, tức là nó viết những cái dòng lệnh của nó như thế nào, nó có giống cái đời thường của chúng ta hay không. Cái thằng này sẽ chạy hoài vậy. Rồi JavaScript thì nó nói cái này mình không hiểu cái gì, nhưng mà mình đọc cái này, document viết ra về màn hình, cái này là viết ra màn hình thì mình sẽ gọi như vậy, mình nói ví dụ vậy, không? Mình cái này giống như là mình chưa cần hiểu thêm, nhưng mà đại khái ý tưởng của cái dòng lệnh này nó cũng viết ra màn hình thôi, không? Rồi ví dụ như mình coi loop đi, tại mình đang học loop mà, ví dụ như for loop đi, đây nè. Ví dụ như các bạn đọc nè, thấy không, cái ngôn ngữ này nè, đó. Thì cũng là cái gì nãy mình nói chạy vòng quanh sân bóng đó, sân trường đó, chạy một lần thì có một cái thằng đếm 1, chạy xong nó đếm 2, đếm 3, đếm 4, đếm cho tới 5 thì nó ngừng, mình nói thí dụ như vậy. Đó các bạn thấy không? Thì trong cái ngôn ngữ JavaScript nó cũng vậy. Thấy không? Rồi cái ví dụ như trong cái ngôn ngữ C# sharp đi. Không? Ngay chỗ này nè. Có sample code không cái đã. Đó, thì ví dụ như các bạn vào sample code của bạn đọc vô trong đây. Mình không hiểu những cái thứ này là cái gì, thì mình có thể tự phân tích ra. Mình nói cái này là nó dùng thư viện, mình nói ví dụ như vậy. Thì giống như là cái video trước mình có nói là mình không biết nấu ăn, thì mình chạy ra thư viện mình mượn cái cuốn sách nấu ăn. Thì cái này cái ý tưởng nó là như vậy. Mình chưa cần biết nó, cái cách nó viết chính xác cái cú pháp nó ra làm sao, nhưng mà mình đọc cái code vô mình phải hiểu như vậy. Đó, thì khi mình làm nó rất là dễ. Không? Thì cái này chương trình đó, của mình, thí dụ như mình nói gọi là Hello World hay là gọi là program, mình nói thí dụ như mình không có hiểu mấy cái này gì, nhưng mà không hiểu, nhưng mà không có sao. Mình đừng cần vô chi tiết lắm, không? Mình cũng đọc cái những cái nào giống như những cái, mình bắt những cái nào mà mình đã biết. Main này là những cái chương trình chánh là mình vô là mình phải làm nè. Thì cái này, thì ra nó in ra màn hình, nó sẽ dùng cái lệnh này, không? Giống như là mình kêu đứa em in ra màn hình, mình nói tiếng Việt, in mà ví dụ lên lao bảng đi, thì mình kêu nó lên lao bảng đi, không? Còn ví dụ như người Mỹ người ta không có nói lên lao bảng, người ta nói ví dụ như mà erase whiteboard, ví dụ như vậy, không? Thì đó, thì cái mỗi cái ngôn ngữ nó có cái lệnh khác nhau, nhưng mà nó làm cùng một công việc. Thì khi mình học vô cái ngôn ngữ nào đó, thì mình học cái cú pháp nhỏ nhỏ này thôi, chứ có toàn bộ cái khái niệm nó đều giống nhau. Rồi bây giờ mình coi thử cái for loop coi. Ví dụ như for loop nè, nó có nhiều lắm, nhưng mà những cái ý tưởng này nó đều giống nhau. Đó các bạn coi nè, cái for loop thì ra ở trong đây nó là như vậy. Thì mình nói hồi nãy mình nói lên lao bảng nè, hay là chạy một vòng sân cờ nè, không? Thì khi mà nó chạy thì cũng có một cái thằng đếm, đếm 1, 2, 3, 4, đếm đủ 5 vòng nó ngừng. Đó, mình nói ví dụ như vậy. Thấy không? Thì mình coi cái ngôn ngữ này nó cũng y chang, nó cũng giống cái đời thường y chang, cũng có một cái thằng đếm đó. Thì nó làm công việc xong là đếm tăng lên 1 hoài như vậy, không? Rồi thì bây giờ chúng ta đi cái ngôn ngữ khác ấy. Ví dụ như Visual Basic đi. Visual Basic không biết còn cái ngôn ngữ nào. Đâu coi, sample code có cái nào sample code không? Có cái nào xem một có không? Không có thấy. Ok, mình cứ đọc lúc đi. Lúc có không? Cái ngôn ngữ này không có xem một cốt. Để coi coi.
Có chỗ nào nói ta? Tại cái ngôn ngữ Visual Basic này nó cũ rồi, lâu rồi, xưa rồi. Nhưng mà bây giờ người ta vẫn còn 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 xài. Nhưng mà các bạn đọc vào cái code cũng xong thấy ta. Syntax. Cái chương trình chảnh đâu? Đây, cái chương trình chảnh. Thì ra nó cũng là cái câu này là để nó viết ra màn hình. Thì các bạn thấy không? Thì nó cũng đó, thì nó cũng comment nè, đó, thì cái này mấy cái này nó khác chút đỉnh, nhưng mà cái code của nó giống như vậy, không? Bây giờ mình coi thử cái for loop nè, for next này nọ nè. Đó, cái mình đọc vô các bạn thấy không? Là mình đọc nè. Đó, ok, cái này là in ra màn hình nè. Thì bây giờ đó, ví dụ như một cái nhiệm vụ là mình chạy vòng sân bóng nè, thì mình cũng có một thằng đếm, nó đếm từ 1 cho tới 50 là nó đếm, nó chạy 50 lần, đó là 50 vòng. Đó các bạn thấy không? Thì trong cái ngôn ngữ này nó cũng vậy thôi. Thì ý tưởng đó là mọi cái thứ khác nó đều nằm ở trong đầu các bạn hết rồi, mà đôi khi mà các bạn không có hình dung mà được, không có biết được, giống như là mình không có chuyển đổi từ cái đời thường mình ra được, là coi như là mình học hoài mình thấy nó khó khăn lắm, nó sai từ lưa à. Thấy nhiều bạn viết cái vòng lặp for loop mà nó sai tùm lum hết trơn mà không hiểu tại sao sai nó chứ, nhưng mà thật sự cái đời thường á ai cũng biết hết trơn. Ok, rồi để mình kiếm vài cái ngôn ngữ khác coi sao nha. Thấy C++ đi, nghe nói C++ nhiều nè. Đây coi coi exercise hay gì đó. Không có ha. Coi coi mình kiếm beginner example. Bring hello world đi. Rồi, khi mà các bạn bring hello world, đây là cái chương trình nè. Đó, cái bắt đầu mình đọc vô. Ok. Thì cái này mình đâu có hiểu, nhưng mà cái ý tưởng là hồi nãy mình nói là dùng cái thư viện. Ok, thì chạy ra ngoài ngoài thư viện mình mượn cái cuốn sách nấu ăn đó, thì cái này á là nó chạy ra thư viện nó mượn cuốn sách, thay vì nó tên nấu ăn thì nó gọi là cái này ha. IO stream mình nói ví dụ như mình chưa có hiểu cái cú pháp của nó, nhưng mà mình vào mình làm nó chỉ có mấy cái thôi. Cái thì mình ra thì ra mình cũng có cái main nè, là cái chương trình chính, là khi giống như là đưa một cái tờ giấy kêu thằng em nó làm, vì nó sẽ hỏi vậy thì nguyên cái danh sách này mình bắt đầu từ đâu đó. Thì mình nói ok, thì mày tìm cái chương trình chánh, tức là những cái từ nào hay cái gì đó mình đánh dấu đó, mình kêu nó phải làm trước đó. Thì nó ra nó nói in hello world nè, thì ra cái thằng kia nó in, nó gọi là write line, read line gì đó. Thì trong cái C++ này nó sẽ gọi là cái chữ này, cái chữ này C out, phải không? Out là giống như là đi ra đó, mình phải hiểu nó giống như cái ngôn ngữ thiệt á, thì mình mới nhớ, nhưng mà thật sự mình không cần nhớ nữa, thì nó in ra màn hình đó các bạn thấy không? Dễ dàng không? Rồi mình coi có cái nào mà có for loop không? Lớp tại vì mình đậu không có cái nào for loop. Ok, thì để tìm cái nào mà có for loop. For loop nha. Đó. Rồi. Có không? Ô trời ơi, không có gì trơn. For loop example nè, đây. Đó, mình coi rất là nhiều đó, đây nè, for loop ở bên này trái nè, nó có nhiều cái kiểu vòng lặp đó, thì cái ý tưởng nó giống nhau thôi. Thì cái này viết rồi tùm lum, nhưng mà mình các bạn đọc cái này thì nó giải thích y như đời thường vậy thôi, chứ không có cái gì mà ghê gớm. Có đâu mình đọc nè. Cái cách viết cái kiểu này là nó không có đẹp nè, không? Thì từ từ cái đó tương lai nói sao, mình nhìn vô mình thấy nó không có đẹp con mắt, không? Đẹp con mắt là mình dễ bị sai lắm. Ok, thì mình nhưng mà chung quy mình đọc mình thấy thì ra in ra màn hình là nó dùng cái này, tức là mình chạy vòng sân bánh sân bóng đó, hay là sân cờ đó, thì cũng có cái biến đếm. Nó đếm cũng có một thằng này nó đếm, đếm từ 1, 2, 3, 4, 5 đó các bạn thấy không? Đó, thì nó cũng y chang như vậy, nó cũng for loop. Thì cho nên là các bạn thấy nó nhiều như vậy, nhưng mình không có phải học hết như vậy không? Thì cái cách mình học đó, cái này viết mới đẹp nè. Đó, in ra màn hình chữ hello world nè, mà in mấy lần thì các bạn coi cái thằng đếm nè, đếm 1, đếm 2, đếm 3, đếm 4, đếm 5 nè, thấy không? Thì nó in ra 5 lần các bạn thấy không? Đó, thì cái ngôn ngữ nào cũng vậy, mình đọc vô
là coi như mình không cần phải học nhiều cái ngôn ngữ, mình học một hai cái ngôn ngữ là làm tốt hết trơn, ok. Đó, nó sai là ví dụ như mình nói ngôn ngữ bài thôi đi, đó, mình nói cái ngôn ngữ lạ đi, chứ không phải là ngôn ngữ nào cũng phải học. Ví dụ như đâu mất rồi, có cái thằng nào mà thí dụ không? Cái thằng này không có cái thí dụ, ok. Bài thoại mà mình example, mình là thí dụ vậy. Đấy, cái mình vô mình trời ơi, thí dụ này cả đống cả tỷ. Thì thấy có rất là nhiều các bạn học giống như là từng bước mà từng bước như vậy là không có đúng. Từng bước giống như làm bài tập cả ngàn cái bài tập, trời ơi, làm cả ngàn cái bài tập vậy thì biết chừng nào mình phải học cái chung của nhất của nó. Đây, Hello World nè, thì các bạn thấy Hello World chương trình của nó, thì ra nó gọi là cái từ print là in Hello World đó, các bạn thấy không? Thì nó đơn giản thôi, thì cách gọi của nó khác thôi, nhưng mà cái ý tưởng cuối cùng là như vậy. Thì cái cú pháp của nó viết khác chút xíu thôi ha. Rồi thí dụ như mình nói for loop đi, thì nó có thể nó khác chút xíu, nhưng mà chúng ta đều coi nó có cái code không, thì mình đọc vô cái gì á. Nó viết như vậy thì chắc nó không có cái code rồi. Mình đọc vô cái code nào á, nó cũng tương tự hết trơn à. Nó giống như cái đời thường của chúng ta. Đây, Python for loop nè. Ok. Cái này khác chút xíu nè. Cái này nè, các bạn cũng thấy dùng for không? Thì bây giờ mình cứ, ví dụ như mình chạy vòng quanh sân bóng nè. Không, mình không có cái biến đếm. Nhưng mà nó nói cái thằng này á, tức là nó nói là đại khái á, là trong những các số này nè, mỗi cái số đó thì bây giờ mình cộng lên thêm. Giống như là mình định nghĩa hồi nãy mình nói nó 5 vòng sân bóng, thì mình nói ok, thì bây giờ trong 5 vòng đó mày chạy vòng đi, tức là mình có thể dịch lại vậy. Ví dụ bây giờ tao có 5 cái lá cờ, không, mỗi lần mày chạy một vòng thì mày lấy ra một cái lá cờ, không, chạy lần thứ hai lấy ra một cái lá cờ, chạy lần thứ ba lấy ra một cờ, chừng nào mày lấy hết những cái lá cờ trong một cái rổ, là trong cái rổ đó, là coi như là mày hoàn thành cái sự bị phạt của mày chạy 5 vòng đó. Thì các bạn thấy ý tưởng nó cũng y chang như vậy, nó cũng có một cái thằng gì đó nó đếm đó, để mà mình làm cái vòng lặp đó, là cũng mỗi cái cú pháp khác hay những cái dòng lệnh khác nó đều tự tựa hết trơn, là mình học cái ngôn ngữ nào nó cũng y chang ha. Bây giờ mình thử cái ngôn ngữ nữa đi nha, PHP đi nha. Ví dụ như PHP for loop đi, mình nói thí dụ như vậy. Ok, rồi mình thử nè. Đó, thì trong cái ngôn ngữ của PHP á, nó cũng, thay vì nó in ra màn hình, nó dùng cái chữ print hay là hồi nãy mình có cout rồi này nọ trong nhiều ngôn ngữ khác á. Thì cái ngôn ngữ này nó là chữ echo. Ok, thì giống như mình liên tưởng tới hát karaoke vậy đó, echo á, tiếng vang rồi này nọ, đó, đại khái như vậy. Thì bây giờ giống như là mình chạy vòng quanh cái sân bóng, ok, thì nó cũng sẽ có một cái biến đếm không nè, đếm nó cộng nè, mày chạy một lần tao đếm một, cái này nó đếm từ không cũng được, mình đếm từ số mấy cũng được, chạy lần nữa tao đếm là tăng lên một, chạy lần nữa tao tăng lên hai, thì tăng cho tới khi nào mà 10, tăng lên hết khỏi 10 là coi như là mình thoát khỏi cái vòng lặp. Thì các bạn thấy không, cái ngôn ngữ nào nó cũng y chang hết trơn á, nó không có khác, nó là cái khái niệm nó đều y chang hết. Cho nên đó, mình học từ cái ngôn ngữ này qua cái ngôn ngữ kia là thật sự mình chỉ học cái cú pháp thôi. Cú pháp nó chấm phẩy rồi nó khác cái đô la rồi nó khác chút đỉnh thôi. Nhưng mà nó không có thành vấn đề. Mình phải hiểu được khi mà cái đời thường mình muốn cái vòng lặp. Mình muốn in ra 5 lần thì mình phải dùng cái vòng lặp đó. Thì cái vòng lặp trong cái ngôn ngữ này nó viết kiểu này. Trong ngôn ngữ kia nó viết kiểu kia. Đó. Thì mọi thứ nó đều là như vậy thôi các bạn. Ok. Rồi, thì mọi thứ giống như là mình nói là đều là cái function, tức là những cái chức năng. Thì sau khi mà chúng ta làm một cái vấn đề gì đó, rồi mình gom lại thành một cái chức năng. Thí dụ như chức năng nấu cơm, chức năng nấu phở, hay chức năng rửa xe. Đó, thì những cái đó mình không cần biết chi tiết, mình chỉ cần biết chức năng thôi. Thì lần sau, lần đầu tiên mình chỉ cho cái thằng đứa em mình á, nó biết nấu cơm. Thì lần sau mình kêu nó đi nấu cơm là tự động nó biết làm gì rồi. Mình không cần phải chỉ về từng bước nữa.
không? Giống như rửa xe cũng vậy. Nãy nó rửa xe thì lần đầu tiên phải lau cái này, lau cái kia, chùi cho nó khô rồi này nọ. Thì lần sau mình kêu nó rửa xe là nó biết rửa xe. Thì các bạn thấy không? Thì lập trình nó y chang như vậy. Lần đầu mình không biết, mình kêu nó làm. Rồi mình gom lại thành một cái dòng lệnh thôi. Mình ra lệnh cho nó làm cái đó là tự động nó biết làm cái đó. Không? Thì không phải cái nào mình cũng làm mà chi tiết hết trơn. Thì trên thế giới có rất là nhiều người, người ta làm chi tiết rồi. Thí dụ như tính khai căn đồ này nọ, người ta làm chi tiết rồi. Bây giờ người ta gom lại thành còn có một dòng lệnh thôi. Mình kêu cái dòng lệnh nó làm, thì tự động nó, cái thằng A thằng B đó trên thế giới đó, là trong cái chức năng đó nó làm cho mình rồi. Không? Mình không có cần phải lo lắng nữa, nó đã biết làm rồi mà. Đó. Cho nên cái ngôn ngữ lập trình đó, là mình dùng đi dùng lại những cái thứ mà mình đã làm, hoặc là người ta đã làm, rồi người ta bán cho mình từng cục gì đó, ha, những mọi cái chức năng đó, rồi chúng ta chỉ xài thôi. Thì những cái bán đó nó không có nhiều, còn những cái mà miễn phí nó rất là nhiều, nó gom lại rất là nhiều luôn. Ok.